Chào mừng các bạn đã đến với kênh tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là một cặp cái sin, một cặp cái sin tơ các bạn, và một con anh cú tơ các bạn. Đây đứng trước mặt bạn là con cái sin tơ này các bạn, rũng yếm nghiêm chỉnh nè, vũ đều nè các bạn, không lan giá nha các bạn, chân móng hoạt hiện nè, chân kiền khú các bạn. Chân kiền khú đây, móng sò kiền khú các bạn thấy không, xe lưng xe mặt đồ là nghiêm chỉnh các bạn, đỏ eo các bạn, bò này mẫu đẹp các bạn, rúng yếm nghiêm chỉnh. Còn cái sin này thì chủ báo giá là 18.500.000 các bạn, 18.500.000. Đuôi dài xe mặt nè, xe lưng đồ là nghiêm chỉnh các bạn, xe mặt xe lưng đồ là nghiêm chỉnh. Giá là 18.500.000 các bạn, 18.500.000. Đuôi dài nè. Chân móng đồ hoàn thiện hết, đòn hết biết không các bạn. Đòn dày sọc các bạn, đỏ ao đòn dày sọc à. Giá là 18.500.000 các bạn, cái sinter nha các bạn. Đó, còn con này các bạn, con này cũng cái sinter nè, sái tích thì nghiêm chỉnh các bạn. Rũng yếm nè, rũng yếm nghiêm chỉnh luôn các bạn. Con này thì gác ngọc sin được 1 tháng các bạn. Con cái sin này gác ngọc sin được 1 tháng. Chân móng hoàn thiện. Chân móng các bạn không hoàn thiện nè, rúng yếm đồ nghiêm chỉnh nè, con này lưng một lưng luôn các bạn, gác ngọc sin được 1 tháng các bạn, giá cũng 18.500.000 luôn các bạn, 18.500.000 luôn, rúng yếm nè, nghiêm chỉnh nè, chân móng sò nè các bạn, đó, quà đen nè các bạn không, quà khu queo nè các bạn, sái tích thì nghiêm chỉnh các bạn, sái tích thì nghiêm chỉnh, gác ngọc sin được 1 tháng, xe mặt xe lưng được nghiêm chỉnh các bạn không, rúng dày yếm dài nè, bốn vú đều nè các bạn. Lưng một lưng các bạn. Giá cũng 18.500.000 luôn các bạn. Cũng 18.500.000 luôn. Chân móng sò. Lưng đôi chân móng sò. Còn cái sin này kìa cũng được cũng vậy các bạn. Đỏ ao không lan giá chỗ nào hết các bạn. Giá cũng 18.500.000 các bạn. Cũng 18.500.000 các bạn. Chân móng hai cái sin này chân móng hoàn thiện hết các bạn. Chân móng hoàn thiện hết. Lưng một lưng nè các bạn không. Vú đều nè. Rũng yếm nghiêm chỉnh nè. Lớn xương các bạn, gác ngọc sin được 1 tháng con này các bạn. Đó, và bây giờ mình sẽ đo cận cảnh từ con cho anh em thấy các bạn. Đây, còn cái sin này các bạn, cái sin này cao tầm 1m15 bò các bạn, cao tầm 1m15 bò, kỹ cho anh em thấy luôn các bạn. Đây, cao tầm 1m15 bò này các bạn, cao tầm 1m15 bò, đo ngay xế lưng các bạn, chỗ thấp nhất của con bò các bạn, cao 1m15 bò, giá là 18.500.000 các bạn. Con này gắt nọc sinh được 1 tháng nè các bạn. Các bạn thấy không? Đo cận cảnh từ từ cho anh em thấy luôn các bạn. Con này thì cao mét cũng 18-19 bò các bạn. Đo ngay xế lưng cao cũng tầm 1m18-19 bò. Giá cũng 18.500.000 luôn các bạn. 18.500.000 luôn. Anh em nào bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn, mình comment dưới màn hình video. Đó, con này cái dàn rúng dàn yếm đó các bạn không, nghiêm chỉnh hết, cũng không có lan chỗ nào các bạn, không lan không điểm mi nha các bạn, xe mặt xe lưng đồ nghiêm chỉnh, chân nè chân móng sò nè các bạn, chân móng sò rúng yếm nghiêm chỉnh, lưng thẳng chân móng sò. Giá là 18.500.000 các bạn. Con này là con này anh gút nè các bạn, anh gút cũng cao tầm 1m15 bò các bạn, anh gút này cao cũng tầm 1m15 bò các bạn, cũng đồng giá luôn các bạn, 18.500.000 luôn các bạn, 18.500.000 luôn. Đó, chân móng hoàn thiện hết, lưng một lưng đầu chà bá đầu như cái húng các bạn thấy không, gút mà các bạn, chân móng hoàn thiện nè, xương cối chân móng hoàn thiện các bạn. Đó, cũng 18.500.000 luôn các bạn, cao 1m15 bò. Đó, anh em nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Cái dòng này nó mát sữa các bạn, mà nuôi con rất là giỏi các bạn. Cái dòng gút này nè các bạn. Nó mát sữa và nuôi con rất là giỏi. Giá là 18.500.000 các bạn. Ba con một giá các bạn. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Chân móng nè. Móng sò hoàn thiện hết các bạn. Móng sò hoàn thiện hết. Lưng một lưng. Con này u nút các bạn, con này u nút lưng một lưng, con gút nè, đầu trụi nè các bạn thấy không, lưng một
Giá cũng 18.500.000 các bạn, 18.500.000. Đó, cao mét 15 bò các bạn, 18.500.000 cao mét 15 bò. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn. Đó, và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn, và xin được báo giá lại con gút đứng trước mặt bạn, chủ báo giá là 18.500.000 các bạn. Đó, còn hai con cái xiên còn lại mỗi con đều là 18.500.000 hết các bạn, đồng giá. Đó, anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò, mình comment dưới màn hình các bạn. Đó, và bây giờ mình xin được kết thúc các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.